Em nói 30 tuổi, bạn bè em hầu như đã ổn định, còn em vẫn còn đơn độc một mình. Nhưng em biết không, hạnh phúc của em chỉ đến chậm hơn mọi người một chút thôi. Em hãy dành thời gian để nuông chiều bản thân mình một chút, quý trọng sức khỏe, thưởng cho mình thời gian làm đẹp và thư giãn. Em hãy yêu thương bản thân mình, mở lòng để đón nhận rồi hạnh phúc sẽ đến với em. Mời các bạn lắng nghe radio số 12, 30 tuổi còn độc thân thì đã sao? Những người tháng trôi qua, em đã và đang làm điều gì? Tại sao đến giờ em vẫn cảm thấy trông chênh quá vậy? Bạn bè em đã có sự nghiệp riêng hoặc đã lập gia đình, sao em vẫn cứ đi tìm kiếm con đường của mình? Tuổi đôi mươi em chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống, rời xa vòng tay của gia đình, bước vào xã hội với đầy rẫy những thử thách để tìm kiếm con đường đi cho bản thân mình. Nhưng cuộc đời khắc nghiệt quá, những bao trang của cuộc sống khiến em ngạt thở. Với tuổi 30, người ta thường nghĩ là mình phải có một cái gì đó để khẳng định, một vị trí, một công việc ổn định trong xã hội. Nhưng sao em vẫn còn mông lung, không biết mình muốn gì và phải làm gì. Nhiều khi những khó khăn trong cuộc sống khiến em cảm thấy bế tắc và không tìm được cho mình một lối đi phù hợp. Em nói với tôi, tình yêu của em sao chắc chở quá, bạn bè em người ta đã lập gia đình sao em vẫn còn cô đơn. Tình yêu mang đến cho em những rung động, em đã yêu chân thành và nhận lấy toàn nỗi đau. Trái tim của em bây giờ chẳng chịu vết thương, bởi em cảm thấy sợ, em chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng cô gái ơi, em hãy bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy những tia nắng đang chiếu xuống nơi đây. Em có cảm thấy không khí bầu trời vẫn trong xanh như thế, những tia nắng ấm áp như thế. Em vẫn là em, vẫn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết như ngày nào. Em vẫn thích những điều lãng mạn, thích một bản nhạc hay, hoặc là ngồi khóc ngon lành khi xem một bộ phim tình cảm. Đúng là đã qua rồi cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Thích chinh phục, dám nghĩ, dám làm, nhưng em vẫn là cô gái mạnh mẽ của tôi. Trong con người em vẫn sôi sục suy nghĩ hướng về phía trước. Những vấp ngã trong cuộc sống khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, giúp em trầm tính hơn và luôn cân nhắc cẩn thận mỗi khi làm điều gì đó. Điều này thật tốt đúng không em? Cô gái của tôi, 30 tuổi thì đã sao? Con đường của em vẫn còn rất dài, chưa biết cuộc sống này sẽ đi về đâu. Hãy sống trọn vẹn nhất với những gì em muốn, luôn chính là mình và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Vấp ngã cũng là một phần trong cuộc sống, cứ sống theo cách riêng của em. Em hãy tin rằng cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp và những điều tốt đẹp ấy sẽ đến với em. Mạnh mẽ lên cô gái của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Zen. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.